Dạ, cửa hàng nông ngư câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh và quý vị các bác nhé. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hiệu 024AV. Hôm nay thì cửa hàng chúng em dọn rửa thêm nhá, lên được thêm một cây 024. Đó, hiệu này là 024AV cho các bác mà đang có nhu cầu về sử dụng cưa khai thác. Con này thì nói chung là về khai thác, nói chung là keo, cắt keo đồ linh tinh đấy ạ. Công suất của con này là 42cc các bác nhá. Đời AV là đời nâng cấp của dòng 024. Các bác nào mà đang có nhu cầu một cần tìm một cái dòng máy hệ khỏe thì có thể liên hệ tham khảo thử con này xem các bác có ưng ý không nhá. Đó, máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản cho các bác từ A tới Z. Hiệu AV này không, cái này tem nó thì đã bị mờ mất rồi. Đó. 024 AV chữ AV vẫn còn đây các bác nhá. Đó, công suất của con này thì 42cc bằng nâng cấp của dòng 024. Đó, vòng tua của con AV thì nó, em theo đánh giá thì nó tình nghe tiếng máy nó vẫn nổ, nó vẫn rét hơn cũng như là nó khỏe hơn các bác nhá. Con này thì vẫn tích hợp cho các bác luôn hai ốc lam rồi, cực kỳ chắc chắn này các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin. Mắt xích thì to bản nguyên này các bác, xích là sải xích chung 325 các bác nhá. Lam của nó là 45 phân. Lam là sử dụng lam bánh xe các bác nhá. Lam bánh xe không biểu hiện có tòe đầu hay móc méo gì cả. Lam xích là nguyên zin nguyên bản của cây máy này luôn. Có một cái máy cực kỳ đẹp xuất sắc, tình trạng máy thì không có bể vỡ gì các bác nhá. Không bể vỡ gì cả, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, con này tích hợp luôn cả hàm rồng các bác luôn rồi. Lốc là lốc nhôm các bác nhá. Các bác nào mà đang lăn tăn mà một chiếc máy cưa mà muốn bền bỉ thì các bác nên lựa chọn sử dụng lốc nhôm. Bởi vì lốc nhôm thì có lẽ là không còn còn có vật liệu gì có thể hơn được cái máy như thế này nữa. Lốc của nó thì cực kỳ chịu nhiệt cũng như là bền. Đó. Chứ mấy cái dòng hệ lốc nhựa thì công suất nó to, nhưng mà nếu mà các bác sử dụng lốc nhựa thì nó sẽ về độ chịu nhiệt của nó thì nó sẽ không được bền bằng lốc nhôm các bác nhé. Còn hệ cơ 024 cho các bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng cơ khai thác keo đồ linh tinh đấy ạ. Đó, tình trạng máy móc nguyên zin không bể vỡ gì các bác nhé. Và giá hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu đồng miễn phí ship. Các bác nào mà ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi. Nó còn là sử dụng Zalo thì các bác kết bạn qua Zalo cho em. Đó. Kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhá. Con này thì tích hợp luôn cho các bác là bình xăng trong này, cho các bác nhìn xăng cũng như là căn xăng có thể dễ dàng nhất. Máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản, chưa bung chạm máy móc gì cả. Máy con này thì em vừa mới dọn rửa xong luôn, còn vẫn còn ướt luôn các bác nhá. Các bác nhìn thấy nó đẹp không ạ? Xuất sắc không ạ? Này, phần lọc gió của nó đây các bác nhá, đẹp leng keng luôn. Áo gió của nó thì nguyên zin nguyên bản hết. Đó, một chiếc máy cưa mang thương hiệu của Đức. Các bác nào mà muốn bền bỉ thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Về các bác khai thác thì quá là ok luôn rồi. Rồi, cửa hàng chúng em để chúng em giật test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy nhá. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh dọn đổ tất cả ngon lành hết rồi. Con này thì nó còn hơi ướt nên là cửa hàng chúng em không dám nổ nhiều các bác nhé. Đó, để khô đi nổ thì nó sẽ đảm bảo hơn cho cây máy. Đấy, máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh dọn đổ tất cả ngon lành hết rồi. Thì có bác nào ưng ý con này hoặc là chốt con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Hệ 024AV các bác nhé, mà giá thì cực kỳ rẻ luôn các bác. Chỉ 5 triệu đồng các bác nhé. Cho các bác nào đang có nhu cầu một cần tìm một chiếc máy cưa khai thác. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.